Rồi, ba anh em bên chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay trời mưa lại ăn món gì đây? Bảo vô rồi. Hôm nay ba anh em bên sẽ xử mùi con cúc nha cả nhà. Hôm nay thì bên có một mới học được một cách mà cúc quay chảo với sả bông. Nhìn thấy rất là đẹp và bên nghĩ là chắc là rất là thơm luôn á. Nên hôm nay anh em bên ăn mùi con cúc nha cả nhà. Cũng lâu lắm rồi không làm món cúc. Hồi trước thì sinh nhật anh cả có làm món cúc chiên bơ cả nhà. Cúc chiên thôi, chiên dầu. Hôm nay thì anh em bên làm cúc quay chảo nha. Cả nhà thấy chưa? Có được một bồn dừa xiêm luôn. Thấy béo chơi sạp chưa? Này làm dừa xiêm luôn à. Xiêm à. Vài đâu. Xiêm ngọt. Một gạo thôi, cô Minh giờ con ngồi lật gạo đi. Cho mặn chú ba mình đi bằng cúc. Chú hai đi, okay. đi mặn gà. Rồi chú Bin thì đi sát xả. Ok. Cúc này chắc người ta mới mặn luôn cả nhà. Nãy béo lên mới mua cái gì béo lại nó mới mổ bụng ra hả? Đúng rồi. Cúc này cúc thịt hay là cúc trứng béo? Trứng hả? À, cúc trứng hả? Trứng ăn thịt nó mới chắc. Trứng không? Đừng con cúc mập ghê luôn cả nhà. Cúc trứng mà nó đang không trứng nó cũng mập à. Đúng rồi. Con cúc nè. Mở quá chứ mở luôn. Cái này mình lấy phổi ra thôi không? Phổi hình như hồi lúc trước cái hai cũng nghe sơ sơ phổi ăn được mà biết hai không biết đúng không nữa. Nhưng mà chờ mình gỡ đi. Mày em không gành. Đi nè cả nhà, con cúc nhìn thấy mập luôn. Này 10 con ký không béo? Đấy, 10 con này 2 ký mấy á. À, dữ dằn nha ta. Cúc trứng nó hơi mập quá nha. Anh em bên sẽ để nguyên như vậy luôn nha. Có hơi ăn ngon là ngon cái phần này nè. Phần trứng lòng với lại trứng cúc. Trứng cúc. Kiếm mà con cúc mà có trứng gà chết luôn. Thôi béo ơi, hơi béo cắt hai cái chân này bỏ luôn đi béo. Tại vì mình làm món này thì nó cứng như hơi mình cắt cái này ra cái nha. Cho nó đẹp. Cho nó nhìn con cúc nó tụm đụm giống như hôm bữa làm cái món chiên dầu anh cả xin anh cả nó toàn lủng quá à, nhìn con cúc đã ra luôn á. Ông Tài ông mưa liên tục mấy ngày nay luôn. Bảo sẽ món vô anh em bên không có lặn lội gì được luôn cái nhà, nên là lay ra về món ăn cái gì cái nhà. Giờ thì bên sát xả này hai bên sẽ bầm nhuyễn nha, bầm nhuyễn rồi chút xíu nữa là cả nhà theo dõi coi bên làm cái món quay chảo cúc này như thế nào nha. Giờ tiết lộ cái nhà không có tò đâu. Cả này bên sẽ cắt ra rồi bên băm nhuyễn nó hết. 1, 2, 3, 4 làm tay đi. Thôi bốn cái đi. Bốn cái thì có gì thiếu nước cái mình bỏ vô thêm. Mình cắt tiếp. Đây cái này, cái món này bên làm bên sẽ chiên trước nha cái nhà. Nên cũng sẽ trứng trước một phần rồi. Cô béo chặt cái kiểu mà hai ba giác kia. Hai bên thì bên kia chưa yếu 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 có con nữa cái này chứ được có đại con cái giống mà này gửi ra đi để chút xíu mình mở nước mình ngon bỏ vô. Bây giờ thì bên sẽ ướp mấy con cốt nha, béo mà không mấy con cốt đẹp luôn này cái nha. Bây giờ thì bên sẽ cho nó hết ướp nó thôi, gia vị rồi bên đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi cái nha. Còn một con bên con mướt mới ngon nha. Cái này món này thì ba anh em đi sẽ ăn với bánh mì nha cả nhà. Mưa quá trời mưa. Mưa gì có ngày sáng đi mưa. Trời ớt. Bảo vô tí xả nha. Còn phần này thì Bin sẽ để sau. Còn cái này nhiều lắm. Đây vậy vô nha. 1 2 3 cái này không biết 3 muỗng cà phê hay 3 cái gì nữa. Bin nãy quần thiệt chứ. Cái này chắc là khoảng nửa muỗng canh đường nha cả nhà, tại vì bên sử dụng nước dừa nó sẽ ngọt. Này chắc còn một muỗng cà phê muối nè. Giờ mình ướp đi, chút xíu mình có gì mình nêm lại nha. Đi cũng sẽ cho một ý màu đảo màu vô nhẹ thôi, ăn hơi cái màu nước dừa của mình nó lên nữa. Hết bao tay luôn rồi, trời mưa không đi được luôn. Cộng lên 10 con cúc. Thôi hơi chú Bin 2 con nha. 2 con, 2 con, 4 con cho 4 đứa nhỏ. Anh dẫn cho. Anh cũng bao tài cũng chưa có. Đúng bài cho mày con. Anh dẫn cho anh đây. Chết luôn ha. Rồi để cho Thám ông hồi như cái nhà rồi Bin sẽ đem đi chiên nữa trước. Oh,
cút nó trời luôn á. Người con này không biết đi chơi được một lần hai lần đấy. Cái hài lòng mới hết á. Quá đẹp luôn. Nặng con không biết đấy à. Cái này còn là cháu con. Con nữa luôn. Đấy con. Rồi. Đây chắc cháu con được luôn. Hết luôn. Chắc hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Đấy, cảm ơn quà. Cho co lên, nó co lên. Co lên liền. Đánh vậy ra mình chắc mình nghĩ là chắc nó giúp cho con cút mình nó săn thịt, nó chắc thịt hơn nữa nha. Cút xíu nó bị xe lọc hết cái dòng này, dầu này ra. Ừ, hay con lọc cái gì á, đừng cho mấy cái vải dừa đấy bị chặt kết cho nhiều hết nha. Rồi, đầu tiên để dành thôi, chú Vinh vớt cái con cút này ra. Thôi chở vừa lại là cút thì bị ngon luôn á. Nó sánh lại ha, kẹn được vừa lại sánh lại. Đúng. Nửa hai mặt cái ngon cái. Trời, cút này đẹp quá ha. Nên nó lờm cái tứng cái còn nằm ở tông luôn. Nó tông bay à. Mấy con... Đi chim gã ấm tính vậy. Mấy con đó thì nó bành ra, còn mấy con này thì nó ôm nó lại. Này cỡ hai chén, hai con với ổng mì, chén mắm được rồi, chén mớt được rồi. Đúng rồi. Không ăn nhiều đâu. Hai con này coi vậy chứ nó nặng lắm á. Mày rút tấn á, thật nhiều luôn á nha. Năm con vô 1 ký mà. Hứng sẵn luôn hả? À, hay, tôi cho nó ra ngay cái nha. Sau đó bên sẽ lọc cái dầu lại, lấy nó cái gia vị lại luôn. Này là mấy tiên, mấy tiên. Về hết chưa? Bảo đảm sẽ đẹp. Đừng có nghe mình đơn tên cho cái nhà chuyên chứ. Nè, hết chưa? Thấy vậy không? 5 con. Con này đầy dĩa luôn. Đó, 10 con này đầy dĩa luôn. Cái này chắc hơi chiếc tuôn giặt cái túi đi cho nó nằm ở ngoài nữa. Nè, con này đẹp nè. Đổi rớt cái cục gì với ai nè. Nè, con này đẹp hơn nữa nè. Gia vị thơm á. Đó, không mình đang dụng. Hết lần cũng ngon. Tết cái tấm. Ngon không? Gia vị thấy được không? Chút sắc cái nhát. Chút sắc cao một chút xíu nữa mới sắc cái xúc này nè. Cái nãy lỗi tính luôn à. Nè, cái con dầu này thì mình bỏ đi. Thôi con bỏ nó vô đi thôi. Nè, cái này cái gia vị nãy nè cái nè. Mấy cái thơm thơm nãy nè. Con có hỏi gì vậy rồi á. Được không? Rồi con lấy quẹt lên lửa cho bên nha. Bên sẽ hết cho hết cái phần nước dừa này vô luôn nha cả nhà. Hết cái dừa này là mình này ăn được rồi đó. Hấp sắp rồi, tiếp tiếp thôi. Dừa luôn á, chanh hay chóc luôn á. Để mấy cái này xuống. Cái này là nó vừa vàng cái nhà, nó mới khét nha. Đó thôi. Bây giờ thì anh em đi cứ chờ đợi thôi. Nhìn thấy được không béo? Đây là hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà chưa biết con là dở phải không? Còn cái xá con loại hay làm gì? Chút xíu nữa xăng cái hai xe gửi lên. Yeah. Nói cái nhà biết. Sắp cạn nước rồi thấy anh em ngồi chuẩn bị hết tên rồi cả nhà. Để cho gà dĩa rau rồi. Chuẩn bị có sơi rồi. Sắp được ăn rồi đó. Đó, gà sống xà lách, cà chua. Bữa nay không có dưa leo rồi cả nhà ơi. Gà thơm nè hay chưa? Chị xả chút xíu tính nha. Chào con Anh, ngon chưa con? Ngon rồi cả nhà ơi. Thơm ghê luôn á cả nhà ơi. Nghe chú Vinh cho xả vô còn thơm nữa. Dễ chú Vinh. Thơm lắm rồi. Con không biết xả có thơm không, chú Vinh cũng không biết nữa. Thôi ăn biết được. Con này đeo này đẹp mà. Con này như gà quay vậy. Y chang con gà quay luôn á. Còn con này y chang gà nướng. Nãy cái con đó chú ba không có vẻ xương nó hay gì á, nó gộp lại cái toàn quay à. Ừ. Nhìn như gà nước á. Quá đẹp luôn. Không biết nhà nước mà. Dạ, nhà nước á, nhà nước đâu. Chủ nước lên vậy nè, cho nó thấm cho nhiều. Mình sẽ cho xả vô luôn nha cả nhà. Đây là phần xả bông. Xả tươi. Nó thơm nước nát luôn. Cái
Thôi trả nó ra thêm thiếu thơm cái nó dính kẹo cái gia vị lại cho nó dính hết vô coi con cúc. Cái này tại bên làm á, biết là bên làm nhiều cho có thêm mấy đứa nhóc ăn anh bên cho hơi ít ớt á nha. Nếu ớt nhiều nữa là nó còn đẹp nữa. Nhưng mà chỉ là người lớn ăn thôi. Người con này thì hồi nãy hay chia rồi đó. Đi hai con. Hai con á. Sợ nó cạn nước nữa rồi bị xịt cho nó ra nha. Ngon nè. Phải nhiều mới ngon. Một chỉ cả luôn á. Rồi con mình tắt lửa cho chú bên này, chú bên cho ra. Tắt lửa luôn đi con. Chú mẹ phải gần ra nó khét. Queo nước rồi. Tắt vô. Chú ra có dành gì dành cái chảo chú ha. Không, hồi dưới chú Bình nó quét ra để chú Hà giúp nè. Chiếc này nghe hàng tháng mối. Con cầm im im dùm chú Bình ơi. Cho 5 cái 10 con cúc nó châu đầu rồi với nhau luôn á. Châu đầu vô cô Tiên. Khá là hấp dẫn. Không nghe cái mùi không từ nãy thì no luôn á. Ủi vô tay mình cái rớt nguyên dảo cái cười đã luôn á. Mấy con rồi đó, mấy con rồi, mấy con rồi đó, mấy con rồi đó, hai con châu đầu vô cái lần quay nè. Bơm chảo quá bỏ đây rồi, chảo đem mở đi. Dặn à. Bỏ để cho em. À, cho nó ra đi để chú Bình lấy cái chảo khác, cái dĩa khác. 15g và một dĩa cúc quay chảo 6 ông. Rồi ba anh em Bình mời cả nhà ăn cúc quay chảo cùng ba anh em Bình nha. Để mời cả nhà. Có mời cả nhà. À. Ngại gì nữa. Còn đi làm đi. Cúc. Còn chờ gì nữa. Cúc, cúc nè. Cả nhà thấy cái màu Bình làm nó hấp dẫn không? Nè cả nhà coi Bình làm cái dĩa chén phơi ghen nè. À, con cái đùi đẹp quá, đẹp quá đây cái đùi này hay không à. Phải tỏi quá tỏi em thưởng thức coi cách quay chảo này của chú Bình coi có hay có được không. Ôi con này sao nó cứng nó dài quá à. Cúc này thì chắc là lắm nha cô Minh, chắc hả. Mềm mà chứ tại con gỡ thì sao á. Cô Minh không biết cách xé á. Con xé cái khớp của con được cái này xé kìa. Mềm mềm mà ha. Em đang gọng hết trơn luôn. Đã hơn quá trời hơn luôn. Nghe gì quá sao? Đậm gì không? Đậm gì không? Đấy luôn. Mềm mà, hình như mềm mà. Cái này coi nè. Chị cúc của mấy anh em Vin nè. Có hấp dẫn chưa? Đến xé cho mình hay một cái đùi của em. Một bên. Đúng rồi. Đó. Thế còn xé quay còn xé theo cái sớ nữa mới sức. Đây, Vin mời cái nhà nghe. Lớn. Bánh mì trời mưa mà được ăn món ngon quá hả. Gắp cái tinh tinh tí rồi bỏ vô cái muối ớt nữa. Đặc biệt là cái cúc hạch này thì nó ở cột cúc trứng thì nó chắc chắc là lắm nha cả nhà. Còn cái cúc mà cúc hạch á là cúc cái dạng cúc tơ á nó mềm lắm, nó giòn mềm mà thịt nó không nhiều ha. Còn cúc này thịt nhiều. Thế cho mình dạ nó xé nhẹ nhàng nó bẻ ngược nó lại. Bên mua là một ký cúc thịt đó là khoảng 8 con 9 con đến 10 con hồi lúc trước anh em Bên bán á. Đúng rồi. Còn bây giờ cái này một ký này chỉ còn 5 con nữa nha. Ký 5 con 10 con thì nãy cô béo nói là 2 ký mấy. Nhưng nó thơm luôn. Ồ ồ mày xếp mày đâu quá trời cái tinh chất đó. Này cái đầu ớt tinh tí tinh tí nè. Ôi khỏi chín rồi chơi hai rồi nè chơi hai con tay xem được cảm được đi con cái này nè. Đùi à chả thơm hay ức nè chấm cái miếng chả đó thôi mà đủ tiền luôn á. Nó cháy ra cho thằng em bé ăn này nè. Đó đúng rồi. Ăn bé, em bé ăn đi cưng. Mình cái phải. Cái dầu tường với cái trứng luôn rồi nha. Kẹp tinh tí vô cái. Quá đẹp. Đai hoài luôn đó.
Cái này dính tay quý mà ha. Được dính. Ăn mỏi chùi chùi á. Ừ, mình chùi cái mỏi à. Nó ngọt ngọt, nó thơm thơm, nó béo béo. Ủa thứ gì? Rồi hai bỏ xả vô sao vậy nè, có gì xả nó thơm. Đúng rồi, thơm. Thế mình bỏ vào thì nó khô rồi, nó thơm thôi chứ nó không có còn. Biết nói sao ta? Không biết tại sao nhưng bỏ vô lúc sau vậy nè, cái đậm nó ngọt. Mình có pin cũng có phi lúc đầu, lúc sau nữa. Rất là nhiều thứ. Bây giờ tường, có tức. Rồi, nhất. Nhật nè anh. Nhật nhai đó có gạo 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 đúng không? Không, tướng em không gạo. À, hồi nãy có hai cái tướng tán, mình thử gia vị mất tiêu rồi cả nhà. Hai cái tướng mà lúc đầu Vinh gửi ra. Tướng em nó chưa tán. Nó còn thử cái này dài dài. Mình thử cái đầu này nè. Cái này có ngạo gây rớt ra nè. Vinh cũng không biết nữa. Dần Vinh lụm. Hồi tại mưa đang đói bụng á. Mày chú ba mấy con mày con cái rồi mày chú ba. Không biết không con, cái con đực á. Không biết nó còn nào cũng có tấn rồi. Mình cô con hỏi chú Vin với chú Khang nhiều câu mà chú Vin với chú Khang khó trả lời quá. Chắc cười của mình quá. Đúng này là cút đực ơi, cút đực con, cút đực nó có tấn á. Thở động con cái, bậy không mà, chú Minh này. Chú Vin kỳ cục quá. Dạ của Minh hoài. Ngon ha, biết không? Thứ này ngon hay béo? Dạ. Nó thả nhiều rồi. Cái thịt tí lọc đây à? Đúng rồi. Chánh nó vô. Nó dính vô cút một ít. Mà bên này bên làm mấy cái phần cái đùi, mấy phần hấp dẫn bên ăn trước. Chút xíu nữa bên ăn mấy cái phần mà không hấp dẫn sao. Nhai luôn cái đầu. Hên vui rồi nha. Chút này béo hên vui rồi nha được không? Dạ. Nghe rồi quá hả? Nghe luôn. Chứ hồi đó anh em bên mà bán cút nướng á. Ơi lâu lâu làm mẹ con nó sướng, nó khô á, anh em mình nướng khô á. Cái đó là cái ớt phải không mình? Ớt. Cái cánh luôn. Dính miệng không? Nhăn luôn. Mấy bé làm cái hèn này chứ. Nhưng có hột hạt ớt. Mày phải bưởi, mày phải bưởi. Để mày vô vậy nè, kẹp mày một cái. Đó, bớt mấy miếng mì. Làm miếng rau thơm nữa. Cắm mày vô. Ăn rất tay hoài luôn á. Tại vì cái phần gia vị dưới bên có chả bỏ vô á, nên nó dính nhiều á. Nên ăn nó dính. Tay đã luôn. Ngon quá béo ơi. Ngon quá mình ơi. Đó, vô. Đó, vô. Thấy nhất lên phần tinh tí nè. Gấp nó. Trời ơi, giờ chú. Quá dữ. Cắn cái thùng nó béo. Kẹp bánh nguyên tí, kẹp bánh mì. Đói không? Đó. Không lên cái nệ nằm con bay bên này. Giống rồi. Nó rớt kìa. Nãy cô đừng cắt ra mà. Đúng rồi. Tá gà mấy mần cũng đó chứ. Đúng rồi. Đó chứ lúc mà đang bán á, cái lấy cút gì á thì bên anh em bên thì lấy cái gan với lấy cái mì ra cái nhà. Với để nướng như khi nó bị khét á. Ơi. Ginh về mấy ginh về ha, cái bên kia vợ bên đậm tới vừa ha, giống như là quá chảo như vậy nè. Dạ. Hai anh em mua hai ổ bánh mì, cái gót miếng cái chấm chanh vừa của đàn bán á, ăn tối. Rồi má, ăn cái ngán luôn á. Ngày nào cũng có. Kiểu có còn thời gian là mặn là anh em bên ngồi mặn hết. Ăn dính miệng quá. Ăn xả rồi buộc phải vậy đó. Đường nào đâu mà nét. Lên cái phần này cái pin hồi nãy rồi. Cái phần thịt đùi con cút đang ngon hơn cái phần thịt ớt ha. Ớt nó hơi chậm. Ừ. Đúng không? Còn rồi nhớ đẹp. Cái gan với cái mề. Ủa?
Mày rút anh em ăn là cái gan thôi, cái mời. Cái gan chứ. Ờ cái gan thôi, không có mời. Cái mời, cái gan không có cái mời. Có mua mấy ổ mì gì nè. Đây hai phần rồi kẹp. Thế nào mình yêu cầu á, mình lấy mì á, mới đưa mì cho mình. Như người ta bằng chẳng nha, người ta lọc ra nhưng mà cút nóng đàng hoàng nha. Ở bên mua tại đường cút luôn. Tại vì ta nuôi chăn nuôi rồi, tới vô ngày đó bên lấy 5 kg, lấy 7 kg gì đó người ta sẽ bằng. Có thời gian chạy qua lấy. Đúng rồi, tại vì biết sao nãy hay nhớ là không? Tại vì cái mời người ta bằng lâu lắm. Đúng rồi. Người ta lấy ra, người ta cắt ra, người ta lọc lâu lắm. Thay xuống cái mời người ta bỏ nè. Cái dĩa này chắc hết quá. Ủa, cái dĩa không? Cái dĩa nó chạy nữa. Nó mở miếng túi ra, chà, chấm ra, ngon. Giòn. Lên mạng cũng ra lúc thấy mấy anh chị mà làm một tô mắm đinh hay là mắm... Nó là một tô mắm á. Mắm linh hoặc là mắm cá cơm hay là mắm niêm hay gì đó. Cái gì? Xài nè, chuối nè, rồi đu đủ nè, nữa. Cắt lát 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 kìa. Rồi cá mắm nè. Thấy thèm nữa. Rồi cũng gì. Có bằng nữa. Rồi có trái sung nữa. Bằng, sung. Gà sống. Giống như mấy loại trái cây chấm mắm vậy đó. Mình thấy cú hấp dẫn lắm. Không biết cái nhà biết món đó không à. Nhưng mà cái nhà chưa biết rồi, anh nào thấy hấp dẫn á, bình luận đi, rồi bên sẽ làm món đó cho mấy anh em. Ăn vào rồi, cái mắm. Mắm linh sống. Rồi mắm cá cơm. Nó là mắm chua. Rồi mắm niêm. Nhưng mà không có mắm tôm nha. Mắm tôm cũng thịt luộc. Phải có miếng thịt luộc chưa mới được. Chứ cái mắm tôm nó là đậm quá nha. Đậm quá. Chú Bình thấy chú Bình có văn đâu mà con văn dữ mà. Dạ. Chú Bình đâu có văn dữ gì đâu. Cũng quay chảo hay cái gì cũng vậy. Cái nước cuối cùng mà chấm bánh mì ăn thì tuyệt vời. Nồi chảo khô quá cũng không ngon như thế nha. Hết nước á. Chắc thời gian sắp tới anh em Bim chắc ít clip lại. Tại vì trong thời gian tới thì Bim cũng Bim lên tiếng hút. Ngày dẫu thứ hai của tía rồi gặp trước dịch bên đi không được. Với lại Bim đang sửa nhà nữa. Chắc là trong thời gian tới anh em Bim chắc gắn chắn chứ tại vì Bim nhiều công việc quá. Phải lo nhà rồi đi đây đi lên tía rồi về lo cũng chuyện nhà nữa. Có thể tháng này anh em Bim xe tới tại cái nhà. Mong cả nhà vẫn theo dõi mấy anh em Bin. Cái đầu phần nó trời mưa này nè. Mấy anh em Bin khó đi sang Bắc quá. Cũng mưa liên tục mấy bữa nay luôn. Thời báo bão nè. Mưa quá trời mưa rồi anh em Bin cũng không đi ra vô gió rồi. Thấy mấy anh ở Long An Đồng Tháp bắt cuộc thấy ham. Mốt mình về, mốt ai về nhà cửa rồi xong muốn mấy anh em đi Đồng Tháp. Mà chợ không có chỗ để mình bắt cái chứ. Thấy mấy ảnh cái gì? Đủ chà, trời ơi nó chuột, chạy. Thử thằng. Cái này mình mới gần gần rồi nè. Không, cái tính cọ trong đó nó không còn chợ giống như cái tính tán hồi nãy ngoài con ơi. Chợ, chợ. Nó không còn chợ rào rỡ như hồi nãy. Nãy mà hai cái anh em mà giữ cái gì á. Tức làm như nó già quá rồi nó bắt đầu mới lọt ngoài. Ở trên mạng hay cũng có thấy một món làm trứng cút mà đẻ ra gọi người ta mua trứng cút vậy luôn nha. À. Làm món gì em biết ngay nguyên luôn. Chạo gạo gạo thấy cũng hấp dẫn á. Trứng cút ăn luôn cái vỏ. Ăn luôn cái vỏ. Trứng cút lạc nha. Trứng cút lạc. Xé ra được nửa con luôn nè. Nói chứ bị nói hai con trong vui vậy thôi chứ.
một con hai miếng no rồi phải không? Ừ. Mà nãy nó tính chia hai nửa con nè. Em nửa con, xé nửa con rồi. Xe con lỏng hết. Con nửa bự chứ bộ. Bự. Ngoài chú có em sao con có ngày ở ngoài tự nhiên nhỏ xíu mà. Cút lưỡi hả? Dạ. Ừ, cút lưỡi mà động đâu có nó bự không? Nó xíu mà chạy nhanh vậy á. Cái còi nó có thức ăn nó bự. một thằng nằm một chỗ có ăn, một thằng chạy thấy bà luôn kiếm ăn nhiều khi vất vả. Làm sao mà nó mập bằng con nó bự bằng. Với lại nhiều khi cái giống của nó khác nhau. Cái loại con cũng khác nhau. Chạy ai nói đâu, gầm cô Minh nữa. Lũi nữa. Tốt con dí hoài quá được. Dí bắt hoài luôn. Dễ gì bắt được ăn nữa. Cô Minh làm hết rồi đó mới nghỉ nha. Minh béo làm mấy con rồi. Anh làm con rưỡi à. Chưa hay nữa con á. Ủa đứa này của bé hả? Đúng rồi. Okay. Em cắt cho nhà hàng. Tưởng ra cu mình nó mới xé. Con đây nè. Đi cái thôi. Vét gì? Con lấy cái đi lấy cái miếng bánh mì con chập nó lại để nó chạy. Ủa chạy nha. Chứ bánh mì á hả? Ăn trúng ra sống à, không có mì đâu. Con chả có thơm. Rồi còn miếng mì gán với tay dứt cái này nữa cho hết miếng mì, hết ăn miếng mì nữa. Ăn cốc xong rồi. Nhìn cái đùi thịt quá. Không chắc mà. Là hết chơi luôn rồi. Nửa con này hơi bị to nha. Bé để mé bên đầu nữa. Cái đùi. Cái cháu mình mua cuốc này về hạ với nó cho nó chạy. Nó chạy rồi nó gà. Cuốc nào? Cuốc mình đang cuốc thịt. Cuốc này hả chú? Cuốc này chưa khỏi dí nó cũng chắc nó thấy mập. Cuốc này dí. Thôi mình lấy cái lồng nó đậu để cho mấy con cuốc để đẻ. Lồng tính hàng ngày. Làm chuồng nhỏ xíu á. Nhớ mà còn cái thời mà làm ruộng á, ba cái vòng này đi dí cút củi với chim đuổi rồi á. Ừ. Ừ. Làm mét, mà đó dí đâu được nhiêu đâu. Vài ba con, một hai con rồi chứ có nhiều đâu. Thấy nó bài thấy vui. Dí. Chứ là ban đêm á, nó đù đù cho mấy ngọn cỏ á. Dí bắt. Lấy chài chài. Ừ. Chỉ có chàng nữa à. Hên thui nữa, vô dắt thì con chài con lặn ra nó nữa. Nó nằm, nếu mà có gốc gạo ở trên á, nó làm theo cũng dẫn ra được. Con chả với nó luôn. Con đất á, đất mà đất thẻ thô, đất thẻ đất chảy nó luôn á. Chùi rồi. Chùi rồi á. Giống như mà dành đất ra kiếm lần theo kiếm con mắt dưới á. Làm rồi tối về tăng ca rồi bắt đầu cái xong rồi cái bắt đầu cái sáng lại quay tới lại nhổ y chang vậy á. Trời ơi thôi. Nói giờ làm ruộng thằng Thảo với tao luôn. Nhổ không lẽ. Hồi đó bằng tuổi nhỏ hơn cô Minh nó lại em đi thì còn em làm tốn á. Hai mẹ nó đi gom lúa nè. Ừ. Phòng cả mẫu á. Có cha con đi gom, mẹ với mẹ đi gom không nghe. Đó gì nhỏ con gái xíu. Biết từ đâu mà đi. Sao được không Minh? Cô Minh nó đem cái tinh tí này nó bỏ giữa cho em vừa trong chén nó hay phát hiện rồi. Không có, cô Minh ra để chút xíu nó cô giấy cao. Giá gì còn bỏ được hả Minh? Chú Minh là giấy sạch lắm. Em nào không còn nó tắm bóng luôn. Ngon. Cái chả ngon hơn. Ngon không? Em xíu xước, mỏi ghét kìa chứ.
Thôi hai anh em biết về cái nhà chơi con mình đi. Con lấy cái này vợ con bỏ vô con ấy. Quét luôn.